hôm nay chứ không bao giờ như hôm nay. Ô la la, ôi tối nay đẹp đấy, sao đấy, cảm giác là thoải mái. Bà lên ăn trộm tiền của chị Vân, đánh cho chị nữa. Hôm qua em không biết vào thì có lấy được bà bà tạm ra mà. Chị có đi bảo lãnh cho bà ra được không? Cái này là chị phải lên cùng với chị còn bàn nhau hai chị em bàn nhau xem. Bà chắc bà không tìm hiểu nó nhỉ? Là công an bắt vào tù đấy, chị thấy chưa? Con phải ngoan nhé. Hư đấy, hư là bắt vào tù đấy nhỉ. Giờ còn không có ai đấy cơ. Con cầm được không? Ở đây mày cầm cho. Con lần sau con đừng hư như thế nhé con nhé. Bà hư quá rồi. Nhỉ. Sợ không? Tiếp sợ không? Hư nhỉ. Con ngồi đây đợi mẹ nhé. Mẹ quên cái cuốc ở dưới kia. Mẹ đi lấy cái cuốc mẹ cất đi đã. Mong là lần này bà con biết sám hối. Trong nhà mấy mẹ con cũng mệt lắm rồi. Giờ không như thế nào. Đi vào trong cái không có gì uống biết đâu bà lại cai được rượu. Đi từ đây. Khi mấy con có gặp công an, con gặp công an con có sợ không? Sao con đừng hư thế nhé. Mẹ sợ lắm đấy chị bạn. Sợ bác, con với bố. Tại đi bảo lánh bà ra đấy. Bố đi làm rồi. Chắc là bố đi uống nhiều nhiều quá. Họ đòi tiền nhiều đi làm thì chắc không về. Nhưng mà bác ấy nhỉ, đi bảo lánh bà ra là về nhớ mình là chết đấy. Bác à, hay bênh bà nữa. Bố thì đi rồi. Bố về sợ chủ nợ đòi tiền chắc bố không dám về đâu. Chắc giờ này bà còn đói cơm ở đấy ấy nhỉ. Còn đói cơm ấy nhỉ. Không có ai mang cơm cho còn đói ấy. Được không? Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Tôi có tội gì đâu. Mọi người lại bắt tôi. Tôi chỉ đi đòi con dâu lấy cái số tiền của tôi hôm nọ tôi say rượu thôi mà. Tôi có tội gì đâu nhỉ? Mọi người ơi! Tôi có tội gì đâu nhỉ? Bây giờ tôi tù khi nào tôi mới được đi về nhỉ? Bây giờ mới được ra phòng giam nhỉ? Thôi hôm nay bình yên rồi đấy, sướng rồi đấy. Hôm nay bà phải không về nhớ là sướng rồi đấy. Ngày nào cũng được như thế này có phải thích hơn không? À.
hôm nay sướng thật đấy, thoải mái thật đấy, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thoải mái như thế này. Bà không về nhiều rồi, thoải mái rồi đấy, làm việc cũng thoải mái, tư tưởng nó thoải mái rồi đấy. Chắc giờ này bà ở đấy ngồi buồn lắm, khát rượu, đói khát này, vừa khát này nước này, vừa thèm rượu này, vừa đói cơm. Mình ở đây thoải mái rồi, cứ ngày nào cũng như thế thì mình có phải vui hơn không? Thèm rượu khoai nhỉ, thèm rượu khoai nhỉ, thèm rượu quá nhỉ. Thôi, có ai ở ngoài không? Ô, có ai ở ngoài không? Có ai ở ngoài không nhỉ? Lô, có ai ở ngoài không nhỉ? Thèm rượu quá đây này, thèm rượu quá, ôi trời ơi, thèm rượu quá. Có ai không? Trả lời tôi đi. Lô, có ai trả lời tôi đi? Tôi thèm rượu quá rồi. Các người ơi, gọi máy không thấy ai, vắng tay luôn, không có ai. Đói quá. Bây giờ mình phải làm thế nào đây nhỉ? Khi nào mình biết được ra cái phòng giam này. Lạnh lẽo quá, một mình vắng vẻ quá nhỉ. Trời ơi, đói quá, đói quá. Tôi có kiểu gì đâu mà giam tôi thế này nhỉ. Thèm rượu quá, trời đất ơi, bụng cũng đói, không được nắm cơm nào mà bụng đói quá này, bụng cứ sôi ào ào này này, rượu cũng thèm quá. Xem này, xem có ai ở ngoài không này. Alo, mọi người ơi, có ai không nhỉ, đưa cơm cho tôi ăn với, tôi đói cơm quá này. Trời ơi, có làm cái gì sai đâu mà giam tôi thế này, trời đất ơi, khổ thân tôi quá, khổ thân tôi quá, trời đất ơi. Có bao giờ đẹp như hôm nay, chưa có bao giờ hẹp như hôm nay, ôi la la. Ôi giời, hôm nay đẹp thật đấy, sướng thật đấy, cảm giác thật là thoải mái. Thích rồi, thích thật đấy, ngày nào cũng được vui ca thế này cơ mà, sung sướng cả cuộc đời. Chả biết bà hôm nay đi đâu, cả ngày không thấy về, từ hôm qua rồi. Bà này không đi đâu không biết. Thanh, con của bà Chuông à? Vâng ạ, có việc gì đấy chú?
Hôm qua bà bị bắt lên đồn đây, hiện tại bà đang bị tạm giam đây. À thế à? Bà bị tội gì mà giam bà đấy chú? Hôm qua là bà lên ăn trộm tiền của chị Hoàn, đấy, đánh đập chị nữa. Thế là hôm qua em cũng lên và tình cờ thấy được và bắt bà tạm giam bà rồi. À, thế à? Chị có đi bảo lãnh cho bà ra được không? Cái chuyện này là chị phải lên cùng với chị Hoàn bàn nhau, hai chị em bàn nhau xem chị Hoàn có đồng ý hay không để mà bảo lãnh bà ra. Đấy. Vâng. Xong mà chị lên với chị Hoàn xem nào. Chả biết hai bà dâu này như thế nào, suốt ngày quấy phá nhau thế này. Em không biết được, em giải quyết. Hôm qua đi cả đêm không về, nay cả ngày không thấy. Thế bây giờ là chị lên với chị Hoàn thống nhất nhau xem có ra bảo lãnh bà ra hay không nhá. Vâng. Thế cảm ơn chú nhá. Vâng. Thì thôi em về đây ạ. Vâng. Thì cảm ơn chú nhá. Vâng, thế em lên chị chờ chị ở cơ quan nhá. Phá nhau. Ôi, đói cơm quá, cô thèm rượu quá. Bây giờ tôi thèm làm thế nào để tìm được hớp rượu uống nhỉ? Tìm hớp rượu nào uống để cho có sức nhỉ? Trời ơi, không thể nào ra được. Thoát đi ra chỗ nào để tìm được mấy cơm đó dạ nhỉ? Được ít cơm đó dạ đều có quá nhỉ? Bây giờ phải làm thế nào đây nhỉ? Cho mẹ ra đi, mẹ ở đây lâu lắm rồi,
thèm rượu lắm rồi các con ơi. Bụng chúng đói lắm rồi, không được miếng cơm nào lót dạ các con ơi. Cứu mẹ ra khỏi phòng giam này đi các con ơi. Quá. Bà cả bảng cả dâu suốt ngày quấy phá nhau. Chịu. Lại đến con rồi á, chị về đây làm gì? Mệt thật đấy. Ngày nào vừa mới vui ca được một tí bắt đầu rồi. Về đây làm gì? Suốt ngày thì mới nhau thế này. Hả? Sao lại đi báo công an bắt mẹ đi? Mẹ về đây mẹ nhớ thì lấy trộm đồ, lấy trộm tiền của em thì em báo thôi. Trộm cái gì mình phải thỏa thuận nhau chứ, sao lại báo công an bắt mẹ đi? Báo hôm qua cả đêm không thấy mẹ về nhà. Mẹ lấy trộm đồ của em, lấy trộm tiền nữa, xong về còn đánh đập em nữa. Cứ tưởng là mẹ đi với bạn bè đừng nhé rồi thì ba không nghe. Ba không nghe rồi thì ba vẫn còn cố tình về đây nhiều nữa thì chẳng báo là gì nữa. Thế bây giờ em nên làm thế nào? Em làm thế nào? Kệ cho bà ở tù thôi. Thế bây giờ em bảo định làm thế nào? Em cứ cho bà ở tù một thời gian thôi, cho bà chừa cái tính đấy đi. Không thì lấy trộm tiền, lấy trộm uống rượu say về đây rồi em cho ăn rồi, em cho ngủ rồi, vẫn còn lấy trộm đồ của em nữa. Xong lấy các chú công an bắt được rồi phạt rồi. Phạt xong bà về lại, bà lại không chừa đi, bà lại lên đây bà hiếu. Thế bây giờ em với chị đi bảo lãnh bà ra được không? Không, em không bảo lãnh nữa đâu. Thế em định làm thế nào? Em cứ cho bà ở tù một thời gian cho bà chừa đi, không bà không chừa được đâu. Không được đâu, thế này không được đâu. Sao lại cho bà ở tù? Bà cho bà ở như thế bà mới chừa được, không lúc nào bà cũng rượu chè vào xong bắt đầu nhiễu. Đây, lúc nãy công an về báo chí ấy là đi lên gặp em đi bảo lãnh cho bà. Thế thì chị đi bảo lãnh một mình đi còn gì nữa? Không được, công an lên bảo chị lên gặp em xong à với em đi bảo lãnh cho bà ra. Không, em không đi. Bà bây giờ già rồi. Em không đi đâu. Em nhắc nhở lần này là lần thứ ba rồi, không đi nữa đâu. Kệ bà. Ba mình làm con dâu mình phải chịu đi một tí. Chịu cái gì nữa? Bà lên đây bà nhớ còn chịu cái gì nữa? Thế em vẫn lấy cả trộm mật đồ, trộm tiền, trộm gạo của em, trộm cả quần áo của em nữa. Em đã em thích cho bà ở tù à? Kệ bà. Em không thích đi à? Đi theo chị đi bảo lãnh cho bà ra. Không, em không đi đâu. Sao là không đi? Em bảo em không đi, không đi. Đi với chị đi. Không, đi. Đi bây giờ đi theo không. Chị đi. Em bảo không đi rồi. Sao là không chị đi? Kệ bà. Bà bây giờ già rồi còn cho bà ở tù à? Bà ở một thời gian thôi, không phải ở lâu đâu. Đi theo chị. Thế bây giờ em đi theo chị thì công an mới cho bảo lãnh ra cho. Còn nếu mà em không chịu đi thì không được. Không, em không đi em ạ. Em nhất quyết không đi. Mình làm con cái, mình đưa cho bà 1-2 đồng. Thì nếu mà bà không có lên đây bảo em cho 1-2 đồng em vẫn cho được. Nhưng mà cái này bà lên đây bà làm con, ăn uống xong mình bà làm còn con ăn cái, mình phải em đưa cho bà 1-2 đồng đi như thế. Mua thức ăn, mua rượu uống chứ. Bà bây giờ bà đã nghiện rượu rồi. Nghiện rượu thì bây giờ cho ở đấy thì cho bà cai rượu luôn đi. Không được. Bây giờ nếu mà chị cho về rồi thì không khác nào chị lại tiếp tay cho bà lại cho bà uống thêm nữa. Lấy đâu ra lúc nào không có thì bây giờ trộm của con cái còn được, sau này trộm của hàng thế xóm bây giờ, làm thế nào? Bây giờ mà không đi theo chị thì công an làm sao chị đi bảo lãnh bà ra? Em mở lấy bà đi vào tù rồi thì em mở đi theo chị đi bảo lãnh bà bây ra giờ, chứ. Bây giờ chị đi tìm anh Phương ấy. Bảo anh Phương đi bảo lãnh với chị. Anh cái gì? Anh bây giờ còn không biết đi đâu rồi. Thế thì em chịu, em không đi đâu. Không đi không được, phải đi. Nếu mà em mợ không đi theo chị bảo lãnh cho bà thì chị cũng không bảo lãnh cho bà ra được. Cái đấy là việc của chị thôi, em không đi đâu. Em bảo em không đi là em không đi đâu. Nhưng mà tại sao em báo công an bắt bà đi làm gì? Cái hôm phạt bà ấy
bà lên bà về đây uống rượu ấy, uống rượu ở đâu về ấy, xong bắt đầu là thấy dân quân, em bị ốm thì dân quân về, chú dân quân về làm cơm cho em ăn, bà vào làm cơm mời cả bà phải, ăn rồi mình là con dâu mình phải bà ngủ nhấn chị bà một tí chứ, ngủ em đi đón con, em bảo bà ở đây ngủ, em đi đón con thì bà ở đây lấy trộm hết đồ của em đi, trộm tiền, trộm quần áo, trộm gạo của em đi. Mình làm con dâu mình phải nhấn nhìn một tí, đưa cho bà 1-2 đồng đi mua thức ăn, mua rượu. Bà bây giờ nghiện ngập rồi, xong là bây giờ mình phải đưa cho bà chứ 1-2 đồng cũng có sao đâu. Không sao. Thế bây giờ em có đi theo chị bảo lãnh bà ra được không? Thế bây giờ em hỏi chị nhá, nếu mà em đi theo chị bảo lãnh, chị có đảm bảo cuộc sống của mẹ con em bà không? Chị không biết, cái này chị không biết. Thế thì chị còn bắt em đi bảo lãnh bà về làm gì? Thế cho bà ở đấy à? Bà già rồi. Thế thì kệ bà thôi. Không kệ được đâu. Không kệ được thì chị đi bảo lãnh. Thế mày có đi theo tao không hả? Em bảo em không đi là em không đi. Thế mai bà tự ra được thì bà về lấy đất hết thì sao? Nếu mà bà tự ra được thì đất không cần đến em bảo lãnh. Em bảo rồi, em bảo em không đi là không đi. Đi, đi theo chị, bảo lãnh cho bà ra. Em bảo không đi rồi, đừng có bảo em, đừng có chị, đừng có bảo nhiều nữa. Nói nhiều em không đi đâu. Đi, đi theo chị, không đi không được. Hả? Mày thích à? Mày lẹm nhẹm ở đây không? Đi theo hả? Em bảo rồi em không đi đâu. Lẹm nhẹm ở đây hả? Không lẹm nhẹm cái gì hết, em bảo em không đi đâu. Không. Đi theo chị. Không. Bảo lấy cho bà. Đi. Chị bỏ em lại, em không đi đâu. Đi. Chị bảo lánh được thì chị đi bảo lánh đi. Nào. Không, em không đi đâu. Đi. Chị bỏ em ra đi. Không bỏ. Em bảo em không đi rồi mà. Đi theo chị. Không. Đi. Không, không đi đâu. Đi. Đã bảo không đi rồi, không đi rồi. Đi nào. Đi. Không. Đi. Đi theo chị. Em bảo không đi mà. Đi. Không đi đâu. Đi. Em bảo không đi rồi. Đi. Mày có đi không hả? Không. Đi. Đã bảo không đi. Không. Đi. 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 Chị tôi đi bảo lãnh cho bà. Đi. Mày đi. Không. Đi theo chị. Mày có đi không hả? Không. Đi. Đừng bắt em phải. Đi. Nếu mà chị có làm thế thì em bắt luôn đấy. Bà ra rồi, bà ra rồi. Chị phải đem hung em đấy. Không. Đi. Chị mà có làm như thế thì em đi báo công an phải bắt chị luôn đấy. Công an cái gì? Công an lúc nãy còn bảo chị lên đây bảo. Chị em đi làm như thế chị hành hung em còn gì nữa. Không. Chị bỏ em ra. Không bỏ. Chị mà cứ làm như thế thì em đi báo công an là em. Báo cái gì? Lúc nãy công an bảo chị đưa em đi. Chị mà làm như thế thì báo không bác gì, chị hành hung em có gì nữa. Bảo lãnh mẹ ra. Hành hung cái gì? Chị có được lãnh em bao giờ đâu. Như thế này chị còn không bảo. Cái này chị kéo em đi cơ mà. Đây này tay em đỏ hết rồi. Không bỏ, đi theo chị. Đi. Em bảo em không đi rồi. Đi. Không đi là không đi. Em bảo em không đi. Đi. Mày đi khiếp cháu không hả? Không. Hả? Em bảo em không đi rồi. Đi đi. Hả? Em không đi rồi. Chị có. Cố tình nói cái gì dạ, hả? Em mới này khỏe thật đấy nhỉ. Chị mà với mẹ cứ như thế thì đi. Em phải vùng lên thôi, có gì nữa. Em đi. Bảo em không đi rồi. Đi cho chị. Không. Đi. Đã bảo không đi rồi, không đi. 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 Không. Mày không đi rồi hả? Hả? Mày không đi rồi hả? Ê, ai làm được rồi? Chị làm gái. Đi. Chị gái tôi đánh tôi đây này. Đánh gì? Có được đánh đâu. Bảo kéo đi cơ mà. Kéo. Em bảo em không đi rồi mà. Bảo lãnh bà ra cơ mà. Không. Đi. Em mà đi là em báo luôn là chị đánh em ấy. Không. Có làm được rồi. Mày đây mà xem này. Ai đi gái tôi. Có đi không? Mày đánh em cho mờ đây này. Có được đánh đâu. Đi. Mày làm được rồi. Đi. Không. Gọi nước. Làm cái gì nước. Đi không? Hả? Không. Em mày không đi rồi mà. Mày không đi tí. Chị là lên quấy nhiễu em đấy. Phải đưa em đi lấy bà ta mới được. Không lên. Đấy không lên tí chị lại lên. Đau hết người rồi này. Tí chị lại lên đấy. Chị mà lên thì em đi và em báo luôn công an. Mày ở đây nhá. Suy nghĩ nhá. Tao không rằng co với mày nhá. Mày ở đây suy nghĩ đi nhá. Suy nghĩ đi. Xong là tí chị lại quay về đón mày đi. Bảo lãnh bà ra. Không thì bà bây giờ già còn ở đấy à hả? Chị về em lần nữa em cũng không đi đâu. Em nói trước là như thế đấy. Không đi chị vẫn về phải kéo em đi bằng được. Không thì bà nhốt ở đấy không có gì mà ăn. Không có thì chị đưa cơm cho bà. Đưa gì? Chị không có thời gian mà đưa cơm đâu. Không có thì thôi, để cho bà ở đây nhịn. Nhịn vài ngày được biết thật. Em mỡ. Mình là con gái, mình là con cái. Mình phải nhẫn nhịn tí mới được. Suốt ngày quấy phá nhau thế này. Cả mình.
Chị cũng khác gì đâu. Khác gì chị có được đánh em đâu. Chị cũng về đây quấy phá thì còn gì nữa. Quấy đâu. Chị kéo em đi cơ mà. Mà em không chịu đi. Em nó bực hết cả mình. Không đi bảo lánh gì cũng khổ. Đi về cũng khổ. Đi về bà lại nhiễu. Không đi bỏ ở đấy lại bỏ đói. Kệ. Cho ở mấy ngày cho nó chữa. Không cũng không chữa được đâu. Hết cả mình. Nhét quần áo. Để nói gì cho nhẹ nhàng một tí. Còn nghe được. Đằng này cũng về sồn sồn lên. Ai mà chấp nhận được. Thế thì cho bà ở mấy ngày cho nó chữa. Bây giờ đi bảo lánh bà cũng khổ. Không đi cũng khổ. Bảo lánh bà ra thì bà về lại nhiễu. Không bảo lánh ra thì mai bà mà ra được bà lại thu hết đất bà không cho ở. Mình lại không có chỗ nào mà ở. Làm nào được bây giờ. Làm nào cũng khó.